Hello mấy rồ. Đây, cho mấy ông coi trước, đố mấy ông biết đây là cái gì đó. Đây là con tôm xong của tôi nè mấy ông, nó mới lột xong nè. Đó, mấy ông thấy đã không? Đó, nó còn yếu không? Nó chưa có cứng nha. Tại vì lột một thời gian con tôm nó mới vỏ mới nó mới cứng lại mấy ông. Tôi đang nuôi thử tôm xong mấy ông. Đó, đẹp chưa? Để tôi vớt cho mấy ông coi. Nó lọt hay thiệt mấy ông. Ở trong ống không còn sót lại một cái gì luôn, trống lỏng luôn. Đây là nghệ thuật của con tôm.